Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm bài tập trên cái lớp học. Thì đầu tiên, nếu bạn nào chưa có ứng dụng tài liệu thì các em nên vào App Store hoặc là CH Play. Các em bấm vào phần tìm kiếm, các em bấm từ, các em gõ từ tài liệu thì nó sẽ ra, hiện ra là Google tài liệu. Và bạn nào chưa tải cái app Google tài liệu này thì tải về máy. Sau khi tải xong thì các em sẽ có một cái giao diện như thế này. Đây là giao diện tài liệu. Và em nhấp vào giao diện tài liệu này thì ở đây là thầy đã đăng nhập sẵn. Nếu các em chưa đăng nhập thì các em đăng nhập bằng cái Gmail của mình. Rồi, sau khi em đã có cái app tài liệu rồi thì mình vào Classroom. Ở đây thầy đã demo một cái lớp học. Thì khi em vào một lớp học của mình thì em bấm vào phần bài tập. Sau đó cái bài tập thầy sẽ gửi cho các em. Em nhấn vào bài tập thầy đã gửi. Đây là bài tập về phương trình và nhận biết chương nitơ phốt pho. Các em kéo lên đây thì em thấy là có một cái file đã gửi về. Thì em nhấm vào cái file này. Và cái file khi đã hiện lên rồi, chúng ta nhấc ở cái góc phía tay phải ở đây thì chúng ta sẽ tự động chuyển qua cái app tài liệu. Sau đó các em bấm vào hình cây viết nha. Và chúng ta bắt đầu chỉnh sửa. Ví dụ thầy đã cho những cái phương trình này. Đây là các phương trình thầy cho. Nhiệm vụ các em hoàn thành. Hoặc là các em có thể là đây là các bài nhận biết của mình. Các em có thể ghi vào. Thì ví dụ ở đây phương trình đây là N2 cộng H2. Thì chúng ta sẽ có là cho ra NH3. Đây. Ở đây chúng ta cân bằng. Để cái màn hình lớn lên thì em zoom lớn nó lên. Ở đây em cân bằng đây là nhấp vào đây. Em bấm là cân bằng của nó. Ở đây là mình thấy cân bằng bài 3. Sau khi em làm xong ở phía ngoài này thì em ghi cái điều kiện phương trình vô. Đừng cần điều kiện phương trình là ví dụ là nhiệt độ, rồi xúc tác, rồi áp suất. Và sau đó em đóng phương, em vừa đóng ngọt lại. Vậy là mình đã xong một phương trình. Nếu trong trường hợp mà mình ghi sai, ví dụ là NH3 hoặc là em ghi NH4 chẳng hạn, hoặc là em bị xóa đi cái mũi tên này, em làm lỡ em làm xóa đi cái mũi tên này, hoặc là em xóa đi cái số 2 này đó, thì nó nhảy như thế này. Thì chỉ cần cho chúng ta nhìn phía trên thì chúng thấy cái mũi tên nó quay lại, thì em chỉ cần nhấp mũi tên quay lại thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Sau khi làm thì em coi làm xong, sau khi các em làm xong rồi thì chúng ta save lại ở nút đây, ở lúc cái màu xanh, cái tích màu xanh bên tay trái ở góc trên đó. Rồi sau đó chúng ta trở về lớp học và ta bấm vô X này, ta thoát ra rồi. Thì ở đây cái file nó sẽ tự lưu trong cái Google Drive của các em. Các em sau khi em làm xong, em chỉ cần bấm gửi. Và ở trong đây nó sẽ ghi là một tệp đính kèm sẽ được gửi, tức là cái file hồi nãy mình làm đó thì nó sẽ được gửi theo. Và sau đây bấm nút gửi là xong một bài. Đây. Ở đây nó ghi là bài tập đã được gửi.
Thì đây là một cái clip nhỏ, ngắn, gọn, chỉ cho các em cách làm bài. Và các em nhớ là làm bài theo đúng thời gian mà thầy đã giao. Nếu mà các em nộp quá hạn thì chúng ta sẽ không có nộp được. Rồi, vậy xin chào các em.